lôi vô đây chi vậy? Đi rồi biết. Nếu là chuyện của con Nhã thì không cần đâu nha. Vấn đề sao mình cứ anh tính nhờ bác sĩ thuyết phục em chứ gì? Không cần đâu. Thì nghe một chút, chú có mất mát gì đâu. Khi người ta cần mình hiến tặng á, thế nào thì người ta cũng nói là không có gì. Bác sĩ Minh là cử quen biết, tôi tin bác sĩ rất công tâm trong chuyện này. Dù sao đã tới nơi rồi, đi. Vậy là hôm qua con Nhã nó ở lại nhà chú Bình hả gì? Ừ, thím Tám con gửi nó bên báo cho em chuyện. Con nhỏ thì gan ghê, chuyện vậy mà cũng dám làm nữa. Chỉ tội nghiệp cho thím Tám, hôm qua chắc buồn quá hay sao mà giờ nghỉ bán luôn rồi kìa. Hôm qua dì có hỏi con Ân rồi, nó nói chuyện này á không có ảnh hưởng gì hết á. Nhưng mà bác giá đã nói mà không được, mình có nói cũng vậy à. Ủa Thanh. Dạ em chào chị. Em chào gì? Dạ con chào gì? Con Ân ở trong nhà đó, con vô trong đó đi. Dạ con mới vừa ở trỏng ra, cả Huy và Ân đều không có trong nhà. Con Ân thì nó mới đi đâu đó, còn thằng Huy thì về quê mấy bữa nay mà. Ủa đâu có đâu chị, em nghe nói là hồi sáng này có người thấy Huy ở trên trường mà. Ủa mà mấy bữa nay thằng Huy nó đâu có về nhà, hay em thử gọi cho nó coi sao. Dạ em gọi rồi nhưng mà Huy không có nghe máy. Nhưng mà chuyện gì mà em gấp gáp quá vậy? Dạ em mới vừa ở trường về, nghe tin là Huy bảo lưu điểm và xin nghỉ học kỳ này. Hả? Sao lại có thể như vậy được? Những gì Thanh nói có phải là sự thật không? Chính thầy Tuấn nói cho Thanh nghe thì chắc chắn là sự thật rồi. Cái thằng Huy này nó bị cái gì vậy ta? Chị Hân vẫn chưa có tin gì sao thầy? Alo, chị nghe đây ông. Chị hả? Mai chị có được nghỉ không? Ngày mai chị được nghỉ, có gì không em? Huy bỏ học về quê rồi, em muốn là mình xuống dưới đó coi có chuyện gì xảy ra. Được rồi, chị sẽ đi với em. Nắng quá à. Trời đất ơi, hai chị, em nghĩ là tụi mình phải tìm ai đó để hỏi thăm, chứ cứ đi như vậy hoài hả, đâu biết ở đâu đâu. Hai chân em muốn gãy luôn á. Người ta nói là còn tới hơn 500 mét nữa mới tới, nên em cố gắng đi một chút nha, sắp tới rồi. Rộng bao la vậy, không biết là nhà ở đâu. Nếu mà thấy mệt quá thì dừng lại nghỉ chút rồi đi tiếp. Thôi chị, hay là mình đứng đây nghỉ mệt chút xíu nha, chân em muốn gãy luôn á. Chị ông cũng mệt lắm rồi, hay là mình uống miếng nước đi. Để chị lấy thuốc cho em nha. Chị. Chị Dung Trân, ở đằng kia có mấy cô chú đang cấy lúa kìa, hay là em xuống đó em hỏi thử nha. Dạ cô ơi, cô làm ơn cho con hỏi thăm một chút xíu hả? Con muốn hỏi ai? Dạ con định hỏi thăm nhà của cô Hiền, có người con trai tên là Huy á. Cô có biết nhà ở đâu không con? Con là bạn thằng Huy hả? Dạ. Cô là mẹ thằng Huy nè. Cô là mẹ anh Huy hả? Bác chị, mẹ của anh Huy nè. Dạ tụi con chào cô ạ. Con chào cô ạ. À, chào mấy đứa. Nước dừa tươi mát tới đây. Thằng Huy sang bên nội phụ chút công chuyện thì chắc là cũng sắp về tới nơi rồi. Mấy đứa ngồi đợi chút nha. Dạ. Mà uống nước dừa đi, mát lắm đó. Dạ con cảm ơn cô. Con cảm ơn cô. Mấy đứa ngồi chơi, cô đi làm mấy món đồng quê cho mấy đứa ăn nha. Ừ. Sao mọi người lại ở đây? Huy về rồi hả con? Tiếp mấy bạn đi, mẹ đi xuống làm bữa cơm trưa cho mấy đứa ăn nhá. Cô ơi, con theo phụ cô nha. Con cũng theo phụ cô nữa. Thế thì đi cả luôn.
Làm gì mà lăn lộn xuống tít tận đây vậy? Đi tìm người tự nhiên mất tích. Sao lại nghỉ học? Nếu như còn cách khác Huy đã không phải làm như vậy. Hình như là mẹ Huy chưa biết chuyện này đúng không? Từ từ rồi Huy sẽ nói với mẹ biết. Chắc là cô sẽ thất vọng lắm. Chưa luôn nè. Trưa nay ăn đơn giản thôi. Chiều nay cô sẽ nấu món cháo gà, đãi mấy đứa, rồi chiều mai sẽ làm món. Trưa nay các bạn con ăn xong sẽ về liền ạ. Sao lại về liền? Ở chơi hai bữa nữa, thằng Huy nó lên, rồi mấy đứa lên chung luôn thế. Dạ thưa cô, Huy sẽ không lên học ở đâu cô. Ân, con nói gì vậy? Mẹ à, mẹ nói nghỉ đi, để con tiếp bạn con được rồi. Vậy là Huy chưa nói với mẹ chuyện Huy bỏ học hả? Đủ rồi đấy. Thôi em, có chuyện gì vậy con? Mẹ à, con im đi cho mẹ. Con nói đi, có chuyện gì vậy? Dạ thưa cô, Huy nói là nhà mình đang mắc nợ rất là nhiều. Và Huy không muốn cô cực khổ nuôi Huy ăn học nữa. Cho nên Huy đã bỏ học rồi. Con bỏ học. Con bỏ học rồi. Mẹ à, cô, mẹ Cô ơi. Huy à, cô sẽ không sao đâu, em đừng có lo quá. Ân còn ở đây làm gì nữa? Huy à, Huy không muốn nhìn thấy Ân. Làm ơn đi về đi. Đi đi. Huy, bác sĩ ra rồi kìa em. Bác sĩ, mẹ em sao rồi ạ? Mẹ em bị tăng huyết áp, nhưng mà bây giờ thì không có sao rồi. Em để mẹ ngủ một chút á, rồi hẳn vào thăm. Nhưng mà nhớ là đừng có để cho bác xúc động nhiều quá nghe chưa. Em biết rồi, em cảm ơn. À, nhưng mà bây giờ em vào canh mẹ em được phải không ạ? Em vào đi, nhưng mà có gì á thì phải gọi cho chị liền nghe không? Dạ vâng. Em xin phép. Ừ.
thôi mình về đi. Mẹ tỉnh rồi. Mẹ thấy trong người sao ạ? Mẹ không sao. Xót cho mẹ nhé. Thì con đỡ mẹ rồi. Mẹ uống nước đi. Khi nãy dì Út có mang cháo vào, con lấy cho mẹ ăn nhá. Để chút nữa đi, các bạn của con ở nhà cả. Dạ không ạ, các bạn của con về thành phố hết rồi mẹ. Có phải bây giờ mẹ sẽ được nghe con nói chuyện gì đây? Con đã biết chuyện gia đình mình nợ rất nhiều tiền sau vụ nuôi cá ba sa. Con không muốn mẹ vừa phải cực khổ trả nợ, vừa phải nuôi cho con ăn học. Con là con trai, con phải gánh vác chuyện nhà với mẹ, chứ không thể nào tạo thêm gánh nặng cho mẹ được. Ai nói với con là nhà mình nợ rất nhiều tiền? Mẹ không cần phải giấu con đâu. Chính tai con đã nghe mẹ và dì Út nói chuyện. Nhà mình nợ hơn 200 triệu, và tháng nào cũng phải trả lãi cho người ta. Cái thằng nghe đuôi mà không nghe đầu. Dạ. Đúng là có nợ thiệt, nhưng mà là của gia đình nhà dì Năm, chứ không phải là của nhà mình. Dạ. Dạ dạ cái gì, mai lên thành phố học lại ngay cho mẹ nha. Nhưng mà... Không nhưng nhị gì hết. Con lại muốn mẹ tăng sông nữa hả? À, không ạ, con sẽ nghe lời mẹ. Cố gắng nha. Dạ vâng. Vậy là nhà con không mắc nợ thật là gì? Mà dì đừng có gạt con nha. Dạ vâng, con cảm ơn dì ạ. Con nhớ rồi, con cúp máy nha dì. Anh nghe này nhá. Dạ, mẹ anh có sao không? Mẹ anh không sao rồi. Chắc là ngày mốt anh sẽ đi học lại á. Anh nói thiệt á hả? Thực ra nhà anh không nợ nần gì cả, chỉ là do anh hiểu lầm thôi. Vậy thì mừng quá. Thôi, anh phải vào với mẹ đây. Có gì ngày mốt gặp nhá. Dạ. Vậy là chị yên tâm rồi nha. Chị ơi, chị sao vậy? Chị có sao không? Chị không sao. Chứ là hôm nay đi nhiều quá nên... Phải rồi đó. Thôi để em đưa chị vô phòng nghỉ chút nha. Ông giờ tính sao? Bà tính sao? Ngộ không? Đi gặp bác sĩ cũng là ông. Rồi ông nãy giờ ông nói chuyện tôi nghe cũng là ông. Giờ ông hỏi tôi sao là sao? Thì bác sĩ nói chuyện đó là không có gì đâu. Ừ. Nhưng mà vẫn thấy ấn hứng. Sở dĩ vợ chồng mình ngăn cản con á là sợ ảnh hưởng sức khỏe của nó. Nhưng bây giờ bác sĩ tư vấn như vậy thì mà mình cấm cản nó có kỳ không? Hơn nữa đây á, là nó giúp người, nó làm việc thiện. Đó. Mà không cho nó giúp rồi mẹ mốt nó làm bậy mình la nó là không được. Thưa cha, mẹ con mới về. Ờ. Nhã à, con rảnh chưa? Có làm gì nữa không? Nếu mà rảnh thì vô cất đồ đạc đi, rồi lấy cái ghế ra đây ngồi, cha mẹ có chuyện muốn nói với con. Dạ. Nè, lát con ra bà nói chuyện với con nha. Yên tâm để tôi. Ngồi đi con. Ừ, cha con có chuyện muốn nói với con. Thật ra không có gì con à. Con lớn rồi, cha mẹ tôn trọng ý kiến của con. Với lại cứu người làm việc làm tốt mà. Cho nên con muốn làm gì cứ làm đi. Vậy có nghĩa là
cha mẹ đồng ý cho con giúp bạn. Con cảm ơn cha mẹ nhiều lắm. Con biết là cha mẹ nào cũng hiểu con mà. Cha mẹ là nhất. Chào. Mới lên hả? Mẹ Huy khỏe chưa? Mẹ Huy cũng đỡ nhiều rồi. Xin lỗi Ân nha. Lẽ ra Huy không nên lớn tiếng như vậy với Ân. Ân cũng chỉ muốn tốt cho Huy thôi. Ân mới là người xin lỗi mới đúng. Lẽ ra Ân đã không nên cư xử như vậy. Ân không nên nói như vậy. Không hiểu là từ khi nào Ân lại hình thành một cái suy nghĩ Quy sẽ là người thay Ân thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ. Chính vì vậy mà Ân đã cảm thấy vô cùng hụt hẫng và thất vọng khi mà biết Quy bỏ học. Cho nên Ân đã... Huy sẽ đi học lại. Thật ra mọi chuyện chỉ là do Huy hiểu lầm thôi. Gia đình của Huy không nợ nần nghiêm trọng như là Huy nghĩ. Thật sao? Thì Huy lên đây để đi học lại đây. Vậy thì tốt quá. Có chuyện gì mà tốt vậy? Nghe nói có người đang rất là vui, tại vì chú thím đã chấp nhận cho đi hiến tế bào gốc rồi. Cuối cùng thì trời cũng quang, mây cũng tạnh. Tối qua em ngủ ngon dễ sợ luôn á. Vậy thì có phải là em nên khao anh và chị đi uống trà sữa để ăn mừng hay không? Anh mới là người phải mời em với chị Ân uống trà sữa á. Ai phải lặn lội đi tìm anh chứ. Cái gì mà trà sữa, phải là một bữa thiệt là hoành tráng. Yeah. 2-1 luôn. Thôi thì đi ăn cho đời nó lành vậy. Nhưng mà ăn mấy khỏi ở đầu ngõ thôi nha. Vậy thì ăn luôn đi cho nó nóng. Đi chị. Thôi. Cuối tuần này cha mẹ về lại bên đó, nên tôi muốn tối nay bà về ăn cơm. Ông có về không? Có. Vậy thì tôi hẹn cha mẹ ngày khác. Bà nói vậy là sao? Không lẽ muốn tôi vui vẻ ngồi cạnh bên cô vợ mới của ông sao? Tiền không có đi, tất cả cũng nhờ bà với con Dung. Mà đến bây giờ cha mẹ tôi cũng chưa chịu chấp nhận cô ấy. Bà vừa ý chứ? Vậy tối nay bà có thể tới gặp cha mẹ tôi rồi phải không? Được rồi, tối nay tôi sẽ đến. Em xin lỗi, anh Quân không chịu thay đổi quyết định của mình. Anh có thể gặp anh ấy nói chuyện được không? Anh Quân không muốn bị làm phiền vì chuyện này nữa. Làm phiền à? Tuy bây giờ em không còn làm công tác chuyên môn nữa, nhưng dù sao em cũng là một bác sĩ. Vậy mà em có thể dùng từ làm phiền để bàn về sinh mạng của một con người à? Quan điểm của anh và em khác nhau á. Em nghĩ câu chuyện nên dừng lại ở đây. Cuộc nói chuyện của anh và em sẽ dừng lại ở đây, nhưng chuyện này sẽ không dừng lại ở đây đâu. Vào đi. Dạ, tài liệu của thầy còn ở đây ạ. Cảm ơn em. Dạ, chuyện của chị Hân chưa có tin tức gì hay sao thầy? Anh ta từ chối rồi. Tại sao lại như vậy? Hay là chúng ta... Dẫu biết là chuyện cứu người là quan trọng nhất, nhưng chuyện gì cũng có giới hạn của nó. Nếu như nguyên tắc bảo mật thông tin của người hiến tặng bị phá vỡ, thử hỏi sau này còn ai dám tin tưởng đi hiến tặng nữa.
Chuyện gì cũng có cách giải quyết của nó mà. Dạ. Chị, chú có ở nhà không em? Dạ, cha em lên phường xem văn nghệ với bên nhà dì Quỳnh rồi. Hai chị em mình ra sân ngồi cho mát nha. Mà sao em nghe mẹ nói là tối nay chị với mẹ qua bên nội nhà của chị mà. Dì ở lại chơi, chị có lịch trực cho nên về sớm. Với lại về sớm mới làm giao hàng cho dì được nè. Bánh giò thơm ngon nha. Em cảm ơn chị nhiều. Em có lịch tái khám chưa? Dạ thứ tư. Nhớ đi khám đầy đủ nha. Em biết mà. Dương, Dương. Ủa, chị, có kết quả xét nghiệm của em chưa? Mới có chiều nay. Vậy em có họp không chị? Hay là có ai họp không? Đợt này có 50 người xét nghiệm, nhưng mà không có ai hết. Em đừng như vậy mà. Còn rất nhiều người tình nguyện chưa xét nghiệm. Anh nghĩ vẫn còn cơ hội mà.